đang chơi trên phố, em cứ tự tin đáng yêu. Khi tôi mang theo tiếng hát, dù không thể ai sánh bằng. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin ở trên này. Thì có ai đó không thích tôi, vẫn nhìn tôi đây thôi. Thì có ai đó lên tiếng chờ, tôi cần chỉ lắng nghe. Thì có ai đó không thích tôi, tôi nào đâu nghĩ gì. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin ở trên này. Có giỏi thì báo cho bọn tớ đi. Nhà tớ ở hướng Tây, cậu lại bảo tớ phải đi về hướng Đông. Này, hôm qua không ở lại mà xem, Hồng Mỹ toàn tót đi về hướng Đông với cậu ạ. Trông thế mà cũng non gan lắm, chỉ được cái to mùm thôi. La La, tôi thấy cậu đùa hơi quá rồi đấy. Đúng đấy, cậu nên dừng lại đi, dọa dẫm thế đủ rồi. Dừng là dừng thế nào? Thép của tớ đang thiêng mà. Cứ bảo không tin đi, bây giờ biết ngay. Thế nào? Hôm qua có nghe lời thầy đi về hướng mặt trời mọc không thế? Cậu nghĩ tớ làm theo lời cậu à? Đừng có mà vào rừng mơ, bắt con tưởng bở nhá. Này, mọi người ơi, đừng ngoái tin La La nhá. Tối qua, tớ đến tối tớ mới thèm ăn cơm. Thế mà có sao đâu, chả làm sao cả. Ơ thế á, thế cô cần tớ tả lại chi tiết không? Được đạt thế nhở? Ngon thì ăn, ăn xong đạp xe cho khỏe, có sao đâu. Gớm, có gì mà cậu phải ngại, tớ nghĩ làm thế cũng tốt cho cậu chứ sao. Này, lát nhớ đi về hướng Đông nhá. Thầy cho nghỉ, nghỉ hết. Này, bảo La La thôi đi. Thôi, bây giờ mà tớ ý kiến ý cò, cả lớp lại nhìn bổ vào cho một trận đấy chứ. Tớ thấy La La đùa hơi quá trớn rồi đấy, tớ không thích. Từ ngày hôm nay sẽ ăn uống xả láng, đồ ăn nhiều vô kể. Thế chị tớ lại ế hàng rồi. Tớ sợ ăn đồ thừa lắm. Làm nào bây giờ? Chỉ có cách mà thôi, tôi chỉ phán thôi, còn cậu giải quyết thế nào là tùy cậu chứ. Nhưng đại khái là mọi việc đều có cách giải quyết nhá. Thế nhá, nào cứ tiếp theo. Im. Yêu thích nghệ thuật đảm bảo cuộc sống sau này rất là phong phú. Lấy bút đi. Nào à, đây nhầm. Cho thầy nghỉ. Quay chóng hết cả mặt. Thôi mày. Thầy quá nhỉ. Vậy thì em hãy ra tay chuẩn cho cô xem nào. Dạ.
Em không dám đâu ạ. Em hãy xem cho tôi như xem cho các bạn có được không? Thưa cô, em chỉ mới mút thôi ạ. Bây giờ xem bằng thước kẻ được không? Em không dám đâu ạ. Em hãy xem cho tôi như xem cho các bạn, chớ bỏ quên một khâu nào đấy. À không, dạ thưa thầy La La, dạ thầy hãy xem cho tôi một quẻ bói về quá khứ, hiện tại và tương lai ạ. Cô, em có được không thầy? Quẻ này của cô hết sức bình thường, không có biến động gì cả, quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Đơn giản thế thôi á? Có gì em nói thế, em không nói sai đâu ạ. Vậy thì để tôi xem bói lại cho thầy nhé. Một phút nữa, xin mời thầy lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm. Dạ. Thầy thấy có đúng không ạ? Em xin lỗi cô ạ. Thầy nói gì? Tôi chưa nghe rõ. Cô ơi, cho em xin lỗi. Hết một phút. Lát nữa, mời em lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm. Cô ơi, cho em xin lỗi. Em mới mắc tội lần đầu thôi mà. Cô ơi, bà La La biết lỗi rồi cô ạ. Vâng. Hay cô để cho lớp em tự giải quyết chuyện này được không? Vâng. Cô? Em xin cô tha lỗi cho bà La La. Vâng. Ừ. Hay đấy. Được, coi như lần này tôi sẽ giải hạn nhé. Tôi sẽ để lớp tự giải quyết. Tuy nhiên, lần sau sẽ gặp thầy hiệu trưởng. Cả lớp cho tôi. Nếu các thầy trong ban giám hiệu xuống, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy. Vâng ạ. Tuy nhiên em phải chép phạt 100 lần. Dạ. Em sẽ không bói toán trong lớp nữa. Ngày mai nộp cho tôi. Cả lớp hãy nghe đây. Hãy nhìn bạn La La để rút kinh nghiệm và lần sau không lặp lại chuyện này nữa. Nghe rõ không? Vâng ạ. Chào các em.